Thưa quý vị, tại sàn nhà đấu giá Christie khu vực châu Á ở Hồng Kông, ngày hôm qua một viên kim cương hồng tím tinh xảo và quý hiếm có tên gọi là Pupper Gumping đã được bán với giá là hơn 7,5 triệu đô la Mỹ cho một nhà sưu tập giấu tên. Được chế tác khéo léo và đặt ngay trung tâm chiếc nhẫn, viên kim cương hồng tím được bao quanh bởi những viên kim cương hồng hình quả lê và viên kim cương trắng nhỏ hình bầu dục. Trong đó, đáng chú ý là viên kim cương Pupper Gumping nặng 3,43 carat được đánh giá là vô cùng quý hiếm bởi sắc hồng rực rỡ, sống động mà không viên kim cương nào sánh bằng. Đây cũng chính là điểm nổi bật làm nên giá trị của Pupper Gum theo nhận định của các chuyên gia của Christie's.